Nam Mô A Di Đà Phật. Một cầu răng xứ hai đơn vị hai răng cửa. Phòng trên có một cô thiền nữ nhân khoảng 50 tuổi sau khi đã hoàn thành và chuẩn bị lắp lên miệng. Răng thật của chúng ta vẫn là quý nhất, nhưng khi răng đã bị hư thì phải phục hồi lại bằng cách chám, chữa. Rồi khi không còn giữ được nữa thì mới nhổ, rồi khi đã nhổ mất rồi thì phải phục hồi lại làm răng giả, composite, răng sứ, càng sớm càng tốt để phục hồi chức năng ăn nhai là quan trọng nhất, tới phát âm, tới chức năng thẩm mỹ cũng rất là quan trọng. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, nam dược trị nam nhân, tiết thực thuần chay, dưỡng sinh là phúc, bớt ăn tăng thọ, bớt mặt tăng phước, bớt ngủ tăng lộc. Bệnh tòng khẩu nhập, họ tòng khẩu xuất, hầu hết các bệnh đều do lối sống, lối ăn uống, lối suy nghĩ sai của con người chúng ta mà ra. Cho nên chúng ta biết quay về sống thuận tự nhiên theo triết lý phương Đông, ăn uống, ngủ nghỉ, sống lành mạnh, điều độ, đúng giờ đúng giấc, hạn chế tối đa thức khuya, ăn khuya, sống giờ đêm, hạn chế tối đa rượu bia, cà phê, thuốc lá, bánh kẹo, nước ngọt, sô cô la, kem, nước đá, đường, bột ngọt, hóa chất, những thực phẩm công nghiệp, những thực phẩm có chất bảo quản, vân vân. Rồi chúng ta ăn uống thuần thực vật, thuần theo tự nhiên, theo phương pháp thực dưỡng sinh được nữa là tốt nhất. Còn nếu chúng ta ăn uống thuần thực vật, thuần theo tự nhiên được nó cũng tốt rồi. Nguyện cầu. Rồi tịnh tâm, thiền định, cầu nguyện, niệm Phật, tụng kinh, nhiều phương pháp để mà tịnh tâm mỗi ngày, để tâm chúng ta thanh tịnh, hạn chế những suy nghĩ tham sân si tiêu cực cực đoan, rồi sống thiện, tinh sâu nhân quả, tu tâm dưỡng tánh, giữ tâm thiện lương là cách giữ gìn sức khỏe tốt nhất. Nguyện cầu cho tất cả mọi người có nhiều sức khỏe, niềm vui, an lành, hạnh phúc trong cuộc sống. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.